Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình mới của tôi. Thưa quý vị, khi mà chúng ta ghé thăm thành phố Hà Tiên, có một nơi rất đẹp, cũng là một nơi chốn tâm linh rất nổi tiếng tại thành phố này, đó chính là Phù Dung Cổ Tự. Và trước mắt quý vị, đây chính là chùa Phù Dung, một ngôi chùa đẹp tại thành phố Hà Tiên. Ngôi chùa này nằm ở chân núi Bình Sang. Nhắc đến Phù Dung Cổ Tự, người ta sẽ nhớ ngay đến câu chuyện nàng ái cơ trong chầu Úp, một chuyện tình lâm ly bi đát của tổng trấn Mạc Thiên Tích với bà vợ thứ hai là bà Dì Từ cách đây khoảng 300 năm. Sau này, câu chuyện nàng ái cơ trong chầu Úp đã được chuyển tải thành bản cải lương nổi tiếng Áo Cưới Trước Cổng Chùa của nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. Nhưng mà sự thật lịch sử lại không như quý vị nghĩ. Tất cả những chuyện trên chỉ là điều hư cấu và sai lệch tư liệu lịch sử rất là nhiều. Đây là một trường hợp lộng giả thành chân trong nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử. Dựa trên các cái tư liệu của nhà Hà Tiên học Trương Minh Đạt và các cái học giả khác đó, xin khẳng định hai điều quan trọng như thế này. Thứ nhất là tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích, ông không hề xây dựng bất kỳ ngôi chùa nào. Ông chỉ xây dựng tao đàn Chiêu Anh Các tồn tại từ năm 1736 đến năm 1771. Từ năm 1771 thì tao đàn Chiêu Anh Các đã bị giặc Xiêm tàn phá. Cho nên là ông Mạc Thiên Tích không hề xây dựng bất kỳ ngôi chùa nào cho bà vợ thứ hai là Dì Tự để đi tu. Và câu chuyện bà Dì Tự bị đánh ghen, bị nhốt trong cái chậu Úp cũng xuất phát từ cái tiểu thuyết là Nàng Ái Cơ Trong Chầu Úp. Mà tiểu thuyết này là tiểu thuyết hư cấu do nữ thi sĩ Mộng Tuyết tư duy sáng tác và ấn hành vào năm 1961. Trước năm 1961, ở Hà Tiên không hề có câu chuyện này và cũng không ai biết đến Nàng Ái Cơ. Thứ hai, ngôi chùa Phù Dung mà chúng ta đang tham quan, đây là ngôi chùa được xây dựng lại sau này. Trên nền xưa của ngôi chùa Phù Anh Cổ có tư liệu là chùa Phù Cừ. Chùa này là được Tổng đốc Hà Tiên Doãn Quẩn xây vào năm 1845 đến năm 1846 thì hoàn thành. Chùa Phù Dung Cổ thời Tổng trấn Mạc Thiên Tích thì nằm ở núi Phù Dung hay là núi Đề Liêm cách núi Bình Sang khoảng 1 km. Và chùa Phù Dung Cổ đã bị giặc Xiêm tàn phá một cách hoàn toàn vào năm 1833. Như vậy thì khi mà viếng chùa Phù Dung, chúng ta mới giật mình có quá nhiều tư liệu sai sót và sự thật câu chuyện lâm ly bi đát trong chuyện tình của tổng trấn Mạc Thiên Tích đối với bà Dì Tự cũng là một câu chuyện hư cấu. Rồi, bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng tôi viếng cảnh chùa Phù Dung mới và tìm đến lăng mộ của bà Dì Tự ở sau chùa. Và sự thật lịch sử của câu chuyện này như thế nào sẽ có trong video này. Xin mời tất cả quý vị. Và nội dung câu chuyện trong video của tôi sẽ đi ngược lại với tất cả những gì mà từ trước đến nay quý vị hay nghe kể về chuyện tình lâm ly bi đát của tổng trấn Mạc Thiên Tích với bà vợ thứ hai là bà Dì Tự tại chùa Phù Dung này. Các YouTuber khác, kể cả những kênh rất nổi tiếng, cũng đã có những nhận định sai lệch về lịch sử và câu chuyện hư cấu tại chùa Phù Dung. Và trước khi đi vào nội dung thì xin mời tất cả quý vị cùng viếng cảnh chùa và chúng ta sẽ đi đến một cái sai lầm đầu tiên. Đó là người đời đã dùng một câu chuyện hư cấu về mối tình đau khổ của tổng trấn Mạc Thiên Tích với bà vợ thứ hai là bà Dì Tự để lần hồi câu chuyện hư cấu này nó lại trở thành một phần lịch sử và càng ngày nhiều người càng lan truyền câu chuyện này. Cho nên là người ta cứ tin rằng đây là một câu chuyện có thật. Xin khẳng định trước năm 1960 ở Hà Tiên không hề có câu chuyện hai giai thoại về vụ đánh ghen giữa bà vợ lớn và bà vợ thứ hai trong gia đình của tổng trấn Mạc Thiên Tích. Và ở Hà Tiên càng không ai biết nàng ái cơ là ai. Thì cái giai thoại truyền miệng phổ biến tại chùa Phù Dung là thế này, tôi xin phép được tóm gọn. Trong một lần Mạc Lệnh Công, tức là tổng trấn Mạc Thiên Tích, có công việc ra khỏi dinh thự, ở nhà Nguyễn Phu Nhân, tức là bà vợ lớn đó, đã đem nhốt bà vợ thứ hai vào trong một cái chậu. Bà lớn đã lệnh cho gia nhân úp cái chậu lại để nhốt bà nhỏ ở bên trong, nhằm mục đích làm cho bà vợ nhỏ ngợp mà đến chết.
bất thình lình, trời đổ mưa, sấm chớp, Mạc Lệnh Công cũng vừa quay trở về dinh thự. Thời điểm đó, thì xứ Hà Tiên thiếu nước ngọt. Thấy trời đang mưa mà sao cái chậu lớn không ngửa lên để hứng nước. Ông thấy lạ, ra lệnh cho gia nhân dỡ chậu lên thì phát hiện nàng dì tự đang thơi thóp ở bên trong. Nhưng may mắn vẫn còn cứu kịp. Tuy thoát chết nhưng mà bà dì tự đã trở nên là chán chường cái sự thế. Bà đã xin Mạc Lệnh Công là cho phép bà được đi tu. Trước cái sự tình trái ngang đó, thì ngài tổng binh Mạc Thiên Tích không còn cách nào khác đành chiều theo ý của bà dì tự, cất một cái ngôi am tự cho nàng ái cơ của mình để tu hành. Bên ngoài am tự thì tổng trấn cho đào ao trồng hoa sen trắng để kỷ niệm mối tình xưa. Đến khi mà bà dì tự qua đời, tổng trấn Mạc Thiên Tích đã cho xây dựng một ngôi mộ kiên cố, cấu trúc theo hình dạng của một cái ảng úp xuống để tưởng nhớ đến gia nhân đã vì ông mà đã chịu khổ ải hoặc là oan ức. Thì nội dung đại ý câu chuyện giai thoại hư cấu nó là như vậy đó quý vị. Nhưng mà trong thực tế đó, theo nhà nghiên cứu về Hà Tiên, học giả Trương Minh Đạt thì ông khẳng định như thế này. Câu chuyện mà bà dì tự bị đánh ghen, bị nhốt trong chiếc chậu úp, thực chất xuất phát từ cái tiểu thuyết là Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp của nữ thi sĩ Mộng Tuyết. Nữ thi sĩ Mộng Tuyết chính là vợ của thi sĩ Đông Hồ, và tác phẩm Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp thì được xuất bản vào năm 1961. Và cũng theo lời kể của nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt, trước khi mà ra đời tiểu thuyết này đó, thì vào khoảng năm 1958, thời điểm đó thì ông Trương Minh Đạt dạy học ở Hà Tiên. Trong một lần thì cố nhà văn Sơn Nam từ Sài Gòn trở về Hà Tiên để tìm tư liệu viết bài. Trong một đêm tá túc ở chùa Phù Dung thì nhà văn đã có dịp ngồi đàm đạo với sư trụ trì. Nhà sư vốn là người trong dân gian, không rành về lịch sử cho mấy, cho nên là nảy sinh ý tưởng sáng tác ra một câu chuyện về ngôi mộ không theo hình dạng bình thường mà giống như một cái ảnh chụp lại. Ngôi mộ đó chính là ngôi mộ của bà dì tự nằm ở phía sau ngôi chùa này. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ ra thăm ngôi mộ của bà dì tự thì quý vị sẽ thấy rõ hơn những cái sai lệch rất trầm trọng về cái tư liệu lịch sử đó quý vị. Đại ý câu chuyện mà nhà sư muốn sáng tác là dựa trên cái hình dạng ngôi mộ để làm nên cái cốt truyện nói về cái vụ đánh ghen giữa bà vợ lớn và bà vợ thứ hai của tổng trấn Mạc Thiên Tích. Khi đó nhà sư nghĩ rằng bà nhỏ này bị ghen, hồi còn sống đã bị bà lớn chụp một cái ảng lên đầu, cho nên sau khi qua đời á, thì khi được chôn cất, người ta đã làm ngôi mộ giống như là một cái ảng úp lên để làm kỷ niệm. Như vậy thì cái vụ đánh ghen giữa bà lớn và bà nhỏ của tổng trấn Mạc Thiên Tích là một câu chuyện hư cấu. Đã là một tiểu thuyết thì chắc chắn người sáng tác sẽ thêm thắt nhiều cái chi tiết, nhiều cái cấu tứ để cho câu chuyện trở nên hấp dẫn. Dần dà thì người đọc cũng như là người đương thời cứ hiểu nhầm đây là một câu chuyện có thật. Đồng thời, nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt cũng cho biết thêm, trước khi mà sư ông kể chuyện này cho cố nhà văn Sơn Nam nghe, thì sư ông đã kể cho ông Trần Thiêm Trung viết trong bộ Địa Phương Chí. Thời điểm đó thì ông Trần Thiêm Trung viết theo cái kiểu đánh máy. Thì đại ý câu chuyện của nhà sư kể cho cố nhà văn Sơn Nam thì nó cũng trùng hợp với cái những gì mà nhà sư kể cho ông Trần Thiêm Trung. Và cái sai lầm lớn nhất của tác giả bộ Địa Phương Chí là nói ngôi chùa này đã được cất lại lần thứ ba và do ông Mạc Thiên Tích cất cho bà thiếp là dì tự để đi tu. Và ông Trần Thiêm Trung đã gửi cái bản Địa Phương Chí này cho nhà thơ Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết. Bây giờ thì bà Mộng Tuyết sinh sống ở Sài Gòn. Khi mà cố nhà văn Sơn Nam về Hà Tiên đã phối kiểm với ông Trần Thiêm Trung rồi viết lại câu chuyện đăng trên báo Nhân Loại với tiêu đề Hà Tiên Đất Phương Thành. Trong đó có kể câu chuyện vợ lớn đánh ghen úp bà vợ nhỏ trong chiếc chậu. Như quý vị thấy thì kiến trúc của ngôi Phù Dung cổ tự này rất đẹp quý vị à. Ở phía bên phải, phía sau ngôi chánh điện á, có ban thờ cũng như là một cái đài để thờ ngài tổng trấn Mạc Thiên Tích. Ở trong đây thì có tượng của ngài luôn quý vị. Chúng ta bước vào thăm. Như vậy thì chính nữ sĩ Mộng Tuyết là tác giả của câu chuyện Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp. Sau khi mà nhà thơ Đông Hồ qua đời,
Trong một buổi họp mặt kỷ niệm ngày mất của bác Đông Hồ, buổi đó thì có bà Mộng Tuyết, có Kiên Giang Hà Quy Hà, có ông Trương Minh Hiển, có nhà văn Sơn Nam và có cả nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt. Cũng trong chính buổi gặp mặt đó, soạn giả Kiên Giang đã xin phép bà Mộng Tuyết xin được chuyển thể tiểu thuyết lịch sử nàng ái cơ trong chầu Úp thành tuồng cải lương. Kể từ đó thì câu chuyện bà Dì Tự đã trở nên nổi tiếng hơn trong xã hội đương thời. Câu chuyện đã được thêm nhiều tình tiết, lâm ly, bi đát thông qua tuồng cải lương, áo cưới trước cổng chùa của nhà thơ Kiên Giang Hà Quy Hà. Nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt đã từng nói rằng, điều đáng buồn nhất là những thông tin không xác đáng, không có tài liệu kiểm chứng về bà Dì Tự và chùa Phù Dung lại được một số người tiếp tục lấy làm tư liệu chính để quảng bá cho sự sai lệch này. Như vậy, tóm lại không hề có câu chuyện là đánh ghen giữa bà lớn và bà nhỏ trong gia đình Tổng Trấn Mạc Thiên Tích. Từ tiểu thuyết Nàng Ái Cơ trong chậu Úp cho đến vở cải lương, áo cưới trước cổng chùa. Đó là những cái sự sáng tác, là những cái sự hư cấu của các tác giả dần dà người đời lại gán ghép vào lịch sử của chùa Phù Dung. Đây là một cái sai lầm rất là lớn khi mà du khách đến thăm ngôi chùa này. Thì ngôi chùa này cũng xứng đáng là một ngôi chùa cổ nha quý vị, bởi vì được xây dựng từ năm 1845, thời điểm hiện nay thì đã gần 200 năm rồi. Xứng đáng một trong những ngôi cổ tự và khẳng định đây là một trong những ngôi chùa đẹp tại xứ Hà Tiên cho đến hiện nay đó quý vị. Nhưng mà câu chuyện lịch sử và những cái tư liệu thì chúng ta cần phải có một cái nhìn nhận chính xác để cho người đời sau đó không bị hiểu nhầm. Vậy thì sự thật lịch sử như thế nào? Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái tư liệu nói về ngôi chùa cổ Phù Dung thật sự và ngôi chùa cổ Phù Dung hiện tại mà chúng ta đang tham quan hoàn toàn khác nhau nha quý vị. Và khi nói về ngôi cổ tự Phù Dung thật sự tại xứ Hà Tiên này, dựa theo các bài viết của các học giả, đặc biệt là bài viết của học giả Hà Tiên Trương Minh Đạt, thì xin khẳng định ngôi chùa mà chúng ta đang tham quan mang tên là Phù Dung cổ tự, nhưng ngôi chùa này không phải là ngôi chùa Phù Dung cổ thực sự có từ thời Tổng Trấn Mạc Thiên Tích, và càng không có chuyện ông Mạc Thiên Tích cất chùa Phù Dung cổ để cho bà vợ thứ hai gọi là bà Dì Tự để tu hành. Đầu tiên, ngôi chùa Phù Dung cổ thực sự là nằm ở phía tây nam của núi Phù Dung, hay còn gọi là núi Đề Liêm. Ngọn núi này cách đây khoảng 1 km. Từ thời ông Mạc Cửu, núi non trong vùng được gọi chung trong tiếng Khmer là Pù Gion. Đến thời Tổng Trấn Mạc Thiên Tích thì mới chia ra các tên gọi khác nhau như là Thạch Động hay là Châu Nham. Và Phù Dung là tên của một ngọn núi đã có trước. Núi này còn có tên khác là núi Đề Liêm. Sau này có thêm một tên nữa là Bát Giác Sơn. Và ngôi chùa xưa nhất vì được cất trên núi Phù Dung cho nên cũng được gọi là chùa Phù Dung. Đến đời vua Thiệu Trị thì phải gọi là núi Phù Cừ. Theo sách Hoàng Vũ Ký của Nguyễn Thu, sống đời vua Thiệu Trị được biên soạn vào khoảng năm 1841, năm 1847, thì núi Phù Cừ cách tỉnh về phía tây bắc hơn một dặm, hang động xanh rì, chân núi có chùa Phù Cừ. Do đó tên núi là núi Phù Cừ. Và khi đối chiếu với gia định thành thông chí của ông Trịnh Hoài Đức thì thấy rằng chùa Phù Dung cổ ở triền tây nam của núi Phù Dung, tức là núi Đề Liêm, sau đời Thiệu Trị đổi tên núi là Phù Cừ. Sau đời vua Gia Long, đến đời vua Minh Mạng lại xảy ra vụ loạn Lê Văn Khôi ở Gia Định. Hà Tiên đã bị quân Xiêm lợi dụng thời cơ đánh chiếm. Khi mà giặc Xiêm chiếm Hà Tiên, chùa Phù Dung đã bị đốt phá sang bằng vào khoảng năm 1833, năm 1834. Cho nên trong giai đoạn năm 1833, năm 1834 xem như là sự chấm dứt tồn tại của ngôi Phù Dung cổ tự thật sự ở Hà Tiên. Và may mắn là đến năm 1969, các nhà khảo cổ đã khai quật được nền xưa của ngôi chùa Phù Dung ở trên núi Phù Dung. Nền chùa Phù Dung ngày xưa đó có chiều dài 12 mét, rộng 9 mét. Với kích thước như vậy thì ngôi chùa Phù Dung cổ thực sự chỉ là một am tự
Và khi khai quật thì phát hiện có lư hương và những cái di vật còn sót lại ở bên dưới nền chùa. Cạnh nền chùa xưa còn có một ngôi tháp cao 5 mét, dày 1 mét, hình bát giác. Rất có thể vì vậy mà ngọn núi Phù Dung lại có thêm một tên mới là Bát Giác Sơn. Ngọn tháp được xây bằng vật liệu ô dước trộn với cát, vôi, niên đại vào khoảng thế kỷ 18. Trên ngọn tháp cổ còn nguyên một tấm bia đá khắc dòng chữ Hán: Lâm Tế Tam Thập Lục Thế, Ấn Đàm Lão Hòa Thượng Chi Tháp. Điều này khẳng định là nhà sư này sống cùng thời với Tổng Trấn Mạc Cửu. Đó là những tư liệu về ngôi chùa cổ Phù Dung thực sự tại Hà Tiên. Ngôi chùa này được xem là chấm dứt vào năm 1833, không còn tồn tại nữa. Còn ngôi chùa Phù Dung mới mà chúng ta hiện đang tham quan là ngôi chùa được cất lại và được trùng tu trên nền cũ của ngôi chùa cổ có tên là chùa Phù Anh. Nhưng sau này do sai sót trong cái việc biên soạn nên chùa lại có tên khác là chùa Phù Cừ. Chùa này thì được cất vào năm 1845, tức là sau khi Tổng Trấn Mạc Thiên Tích qua đời đã 65 năm thì chùa này mới được cất. Nên không có chuyện Tổng Trấn Mạc Thiên Tích cất chùa Phù Dung này để cho bà dì tự tu hành. Trở lại thời điểm sau khi mà đánh đuổi được giặc Xiêm khỏi đất Hà Tiên, nhà Nguyễn không khôi phục lỵ sở ngay chỗ vị trí cũ nữa, mà dời dần về cái khu vực cửa Giang Thành để đặt lỵ sở của Hà Tiên. Đến năm 1845, Tổng đốc An Hà, tức là An Giang Hà Tiên, là Doãn Quẩn về đây và gặp Lão Hòa Thượng Tiên Giác Bủ Châu. Hai người này đã ngồi trên nền xưa chiêu anh cát đàm đạo và bàn chuyện cất lại ngôi chùa Phù Dung xưa đã bị chiến tranh phá hủy. Ngài Tổng đốc Doãn Quẩn không muốn cất lại chùa Phù Dung trên nền cũ của chùa ở núi Phù Dung. Vì vậy, Ngài Tổng đốc Doãn Quẩn quyết định dời vị trí xây chùa Phù Dung mới về lại phía tây bắc của núi Bình Sang, tức là trên nền xưa của Chiêu Anh Cát. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí có nhắc đến chi tiết này. Chùa Phù Dung được cất trên nền di tích xưa của Mạc Thiên Tích, nhưng tiếc rằng nền di tích xưa lại không được phân định rõ ràng là nền gì, cho nên người đời sau rất là vất vả khi mà tìm lại di tích Chiêu Anh Cát. Khi chùa Phù Dung mới được cất lại ở phía tây bắc núi Bình Sang, tức là vị trí mà chúng ta đang tham quan đây, vào khoảng năm 1845, năm 1846. Đáng lý ra, chùa mới tiếp tục duy trì tên cũ là Phù Dung, nhưng vì kỷ húy tên của vua Thiệu Trị, cho nên chùa mới buộc phải đổi tên. Thời kỳ này là thời của vua Thiệu Trị, tên Phù Dung kỵ với tên cúng cơm của nhà vua. Tên cúng cơm của nhà vua Thiệu Trị là Nguyễn Phúc Dung, sau cải thành Nguyễn Phúc Miên Tông. Ông là vị hoàng đế thứ ba của triều đình nhà Nguyễn của nước Đại Nam. Cho nên là cũng trong cái thời vua Thiệu Trị đó, từ Bắc tới Nam, các địa danh có chữ Dung đều phải đổi. Chẳng hạn như là huyện Phù Dung ở ngoài Bắc lại đổi thành huyện Phù Cừ. Còn ở Hà Tiên, núi Phù Dung cũng đổi lại là núi Phù Cừ. Do đó thì sau khi cất lại chùa, Tổng đốc Doãn Quẩn quyết định lấy tên chùa là Phù Anh, ý nghĩa là lấy tên chùa Phù Dung cổ đã được cất lại trên nền xưa của Chiêu Anh Cát, lấy chữ Phù ghép với chữ Anh ra tên gọi mới là chùa Phù Anh. Thời kỳ đó thì chung quanh ngọn núi này có một cái lũy gọi là lũy Phù Anh. Sau này có tư liệu gọi là chùa Phù Cừ. Với tên gọi là Phù Cừ thì theo học giả Hà Tiên Trương Minh Đạt, ông cho rằng đây là do sự sai sót trong cái biên soạn chép lại sử liệu từ ngày xưa, cho nên tên chùa đáng lý ra là Phù Anh lại chép lại là Phù Cừ. Thực tế là trong lịch sử không có ngôi chùa nào tên là chùa Phù Cừ. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt được ấn hành trước năm 1975 ở Sài Gòn, thì thấy chùa Phù Anh lại sửa lại là chùa Phù Cừ. Đây là do lỗi của biên soạn. Và sau chùa này có lăng mộ của bà Dì Tự. Lăng mộ này nằm chung trong quần thể lăng mộ của gia tộc họ Mạc ở núi Bình Sang. Như vậy, đó là những cái tư liệu lịch sử về hai ngôi chùa Phù Dung, một ngôi chùa Phù Dung cổ thực sự và ngôi chùa Phù Dung mà chúng ta đang tham quan hiện nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước ra thăm lăng mộ của bà Dì Tự, người có liên quan đến câu chuyện Phù Dung cổ tự và mối tình lâm ly bi đát của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích.
Trước khi mà ra thăm lăng mộ của bà Dì Tự thì xin mời tất cả quý vị ghé thăm lăng mộ của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích trước. Quý vị hãy chú ý năm sanh, năm mất của ngày Tổng Trấn cũng như là lăng mộ của bà vợ lớn, tức là bà Hiếu Túc Họ Nguyễn đó quý vị. Tại di tích núi Bình Sang á, thì mộ của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích được đánh dấu là số 2 và ông sinh năm 1718 tại Lũng Kỳ. Đây là vùng đất ở phía Tây Bắc của phía đảo Phú Quốc. Ngày nay thì vùng đất này thuộc bên phía Campuchia. Và ông qua đời năm 1780 sau cái thời gian mà tị nạn ở bên Xiêm đó, thì ông và gia tộc đã bị nghi ngờ, đã bị vua nước Xiêm là Thạc Xỉn hay còn gọi là Trịnh Quốc Anh ra lệnh là giết những cái người lớn tuổi trong gia tộc Hòa Mạc, chỉ chừa lại những đứa trẻ, cho nên là sau này thì hậu vệ của Mạc Thiên Tích mới còn sót lại và đem di hài của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích đem về lại núi Bình Sang để chôn. Và người đem di hài về đó, đó chính là ông Mạc Công Bính. Còn đây là lăng mộ của bà vợ lớn của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích ha. Đây là bà Hiếu Túc. Liên quan đến lăng mộ này thì là câu chuyện kho báu núi Bình Sang. Lăng mộ của bà vợ lớn của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích đã từng bị quan lang xa người Pháp ở tỉnh Hà Tiên này đào lên để tìm kiếm kho báu. Câu chuyện về kho báu núi Bình Sang thì xin hẹn gặp lại quý vị ở một cái video khác. Còn tư liệu về các bà vợ của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích trong gia phả ngày nay đã ghi rất là rõ quý vị. Ngày nay thì các cái nhà sử học cũng như là các cái ban quản lý di tích đã đánh dấu thứ tự mộ cổ của các bà vợ của Tổng Trấn. Thì xin tóm gọn như thế này. Đầu tiên là Tổng Trấn Mạc Cửu. Ông sinh ra hai người con. Người con trai lớn là ông Mạc Thiên Tích và người con gái là Mạc Kim Định. Và các bà vợ của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích thì được xác định như sau. Đầu tiên là bà Nguyễn Ngọc Bội, không rõ năm sanh nhưng mà năm mất là năm 1752. Có nguồn tư liệu cho rằng bà tên là Nguyễn Thị Huy, vợ chánh của ông Mạc Thiên Tích. Danh hiệu của bà là Nguyễn Thị Hiếu Túc Thái Phu Nhân và mộ của bà được đánh dấu là số 16. Bà vợ thứ hai của Tổng Trấn Mạc Thiên Tích là Tư Thục Cung Nhân Hoàng Thị, không rõ năm sanh nhưng mà năm mất ghi là năm 1761. Bà Tư Thanh Thục Nhân Nguyễn Thị chính là bà Dì Tự được nhắc đến trong video này. Và mộ của bà Dì Tự thì nằm ở ngay chỗ vị trí mà chúng ta đang tham quan, được đánh dấu là mộ số 30. Người vợ thứ ba là Tư Thục Cung Nhân Hoàng Thị, không rõ năm sanh, năm mất là năm 1767. Vợ thứ ba đó quý vị, thì mộ của bà được đánh dấu là số 23. Và một người thiếp nữa không rõ tên, tức là vợ thứ tư của ông Mạc Thiên Tích, chết ở bên Xiêm thì không rõ mộ. Người vợ thứ năm là Từ Hòa Cung Nhân Nguyễn Thị, không rõ năm sanh nhưng mà năm mất là năm 1765. Mộ của bà là đánh số số 29. Bà vợ thứ sáu là Từ Tính Cung Nhân Ngô Thị, không rõ năm sanh nhưng mà năm mất cũng là năm 1765. Và mộ của bà được đánh dấu là số 44. Bà vợ thứ bảy là Từ Thiện An Nhân Trần Thị, không rõ năm sanh nhưng mà năm mất là năm 1769. Và mộ của bà được đánh dấu là số 40. Và bà vợ thứ tám là Từ Thuận Nghi Nhân Nguyễn Thị, không biết năm sanh và năm mất thì mộ của bà được đánh dấu là số 41. Riêng giữa Tổng Trấn Mạc Thiên Tích và bà vợ thứ hai, tức là bà Dì Tự, tức là Từ Thành Thục Nhân Nguyễn Thị, có một người con trai. Giữa hai người có chung một người con trai, đó là ông Mạc Tử Chú. Thì ông này chết trẻ, mộ của ông là mộ số 26. Cho nên quý vị mà có xem video này và có vé ghé thăm ngay chỗ khu lăng mộ của gia tộc họ Mạc thì quý vị có thể tìm đến những ngôi mộ được đánh dấu theo số thứ tự để quý vị có thể hiểu hơn lịch sử về vùng đất của xứ Hà Tiên. Nằm ở phía sau bên trái của gian chánh điện của Phù Dung Cổ Tự, đó chính là lăng mộ của bà Dì Tự, hay còn gọi tên đầy đủ của bà là Từ Thành Thục Nhân Nguyễn Thị. Mộ của bà được đánh dấu số 30 nha quý vị. Kế bên mộ của bà còn có một lăng mộ của lão cung nhân họ Nguyễn được đánh dấu là số 31. Ngôi mộ của lão cung nhân này thì bằng đất, có bia đá, và bia mộ của bà Từ Thành Thục Nhân Nguyễn Thị, tức là bà Dì Tự đó, thì có mặt hướng ra chính diện của ngôi chùa luôn. Và khi mà tham quan cái khu lăng mộ cổ này, quý vị mới thấy thêm một cái sự thật lịch sử hoàn toàn sai lệch mà trước đây chúng ta hay nhầm lẫn.
Quý vị hãy chú ý những cái ký tự được khắc trên cái bia mộ. Một chút xíu nữa tôi sẽ trình bày. Mộ của bà thì cũng tương đối lớn quý vị. Kiểu cách xây dựng thì giống như mộ của người Hoa, tương tự các cái khu lăng mộ khác ở trên núi Bình Sang này. Đặc biệt là hai bên mộ đó thì có hai cái chân đèn bằng đá rất là lớn. Và ở giữa thì có một bát hương lớn lúc nào cũng đầy đủ hương hoa quý vị à. Và phía bên phải lăng mộ bà có một cái bảng bằng đá được khắc sau này nha quý vị. Đây là cái bảng mà người đời sau này khắc ghi là Lăng Bà Phù Dung. Ở bên dưới là Từ Thành Thục Nhơn Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1720, mất năm 1761, viên tịch rằm tháng 2 âm lịch. Hiệu thì ngay chỗ chữ hiệu này thì mất mấy chữ, nhưng mà có thể là ghi là bà dì tự hay là phù dung gì đó, không rõ quý vị ha. Thì đây là cái tấm bia đá do người đời sau này lập lại nha quý vị. Theo tương truyền á, thì bà Nguyễn Thị Xuân, tức là bà vợ thứ hai này á, có nguồn gốc là con của một vị tướng thời nhà Lê ở Thanh Hóa, là vào đất Hà Tiên để lập nghiệp đó. Thì bà đã cải nam trang để thi vào tao đàn Chiêu Anh Cát. Sau này thì bà đã có mối tình với Tổng trấn Mạc Thiên Tích. Bà là vị nữ thi sĩ duy nhất trong tao đàn Chiêu Anh Cát. Khi mà bước lên gần nấm mộ thì đúng như những gì mà người xưa họ mô tả quý vị. Nấm mộ của bà thì có hình dạng tương đối khác so với các ngôi mộ còn lại ở khu vực núi Bình Sang. Trước đây thì đã quay cho quý vị xem nhiều ngôi mộ cổ phía bên kia núi rồi. Thì cánh bên đây thì có ngôi mộ của bà và bà cung nhân họ Nguyễn này. Thì ngôi mộ của bà giống như là một cái ảng, nó hơi trẹt, nó úp xuống ha. Chính vì cái hình tượng này á, là làm cho nhà sư trong giai đoạn năm 1958 đã suy nghĩ làm nên một cái câu chuyện để rồi sau này nữ thi sĩ Mộng Tuyết á, tiếp tục sáng tác ra cái giai thoại Nàng Ái Cơ trong chậu úp. Rồi dần dà người ta tin rằng đây là lịch sử của ngôi chùa Phù Dung. Quay trở lại những cái tư liệu được ghi trên bia mộ của bà dì tự thì được dịch ra như thế này. Dòng chữ phía bên trái bia ghi Hoàng Việt Hiển Tỷ Từ Thành Thục Nhân Mạc Phủ Nguyễn Thị Chi Mộ. Dòng chữ phía bên phải của bia mộ ghi Nam Chú Lập Thạch. Như vậy thì chúng ta đối chiếu với gia phả của Tổng trấn Mạc Thiên Tích khi nói về các bà vợ đó, thì giữa Tổng trấn Mạc Thiên Tích và bà Từ Thành Thục Nhân này có một người con chung tên là Mạc Tử Chú. Ông này thì chết trẻ và mộ của ông là được đánh dấu số 26. Như vậy thì là ở bia mộ của bà Từ Thành Thục Nhân này ghi Nam Chú Lập Thạch. Như vậy là ông Mạc Tử Chú là người con trai duy nhất giữa hai người đứng ra lập bia mộ cho người mẹ của mình. Những dòng chữ Hán khác được dịch lại là Long Phi Tân Tỵ Trọng Xưng Kiết Đáng, có nghĩa là ghi cái thời gian mà họ cải táng ngôi mộ và lập bia cho ngôi mộ này. Từ những thông tin ghi trên bia mộ của bà dì tự cộng với những nghiên cứu về Hà Tiên của học giả Trương Minh Đạt, thì học giả Trương Minh Đạt đã khẳng định một điều như thế này. Rõ ràng bia mộ này ghi đủ các chi tiết của một người trần tục, tức có tên họ Phẩm Vị, nơi làm vợ, con cái. Bia và mộ này không giống như bia và mộ của một người tu hành. Vả lại, ngôi chùa Phù Dung mới chỉ được tạo lập vào năm 1846, tức là sau khi mà bà Từ Thành Thục Nhân chết đã 85 năm. Người trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này là Hòa Thượng Tiên Giác Bủ Châu, nay còn tháp và bài vị thờ ở chùa. Như vậy, khi mà quý vị xem đến đây thì quý vị mới thấy rằng câu chuyện về bà Phù Dung hay là bà dì tự xuất gia đi tu là hoàn toàn không có. Bởi vì trên bia mộ của bà đã ghi rõ ràng đây là mộ của một người phàm tục, không hề có đi tu. Đồng thời là ngôi mộ này cũng đã có trước trên núi Bình Sang. 85 năm sau thì ngôi chùa sơ khai nhất của cái nền xưa tại vị trí này mới được xây dựng. Bởi vì nếu như bà dì tự có đi tu thì chắc chắn trên bia mộ của bà phải có ghi pháp danh cũng như là trụ trì đời thứ mấy quý vị à. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái câu chuyện hư cấu này đến từ đâu và giai thoại này nó đã làm cho người đời hiểu nhầm về Phù Dung cổ tự. Cho nên là video này á, cũng chỉ mong muốn là chúng ta tìm lại sự thật lịch sử, câu chuyện về chùa Phù Dung cổ thật sự và chùa Phù Dung mới hiện nay, cũng như là giai thoại hư cấu về nàng Ái Cơ trong chậu úp.
hoàn toàn là một cái chuyện hư cấu không hề có thật, để cho quý vị khán giả cũng như là du khách gần xa có thể hiểu chính xác về những gì đã diễn ra tại vùng đất Hà Tiên này có liên quan đến ngôi chùa cổ Phù Dung. Đồng thời thì tôi nghĩ rằng chính cái giai thoại này nó đã tạo nên một cái sức hút dành cho du khách mỗi lần ghé Hà Tiên. Thì ghé Hà Tiên thì chắc chắn du khách sẽ ghé đến Phù Dung cổ tự để lắng nghe những cái giai thoại về bà Phù Dung, bà Dì Tự và một mối tình ngang trái, cũng như là nhớ đến cái tác phẩm cải lương là Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Và quý vị nên nhớ, hả có ghé thăm Hà Tiên thì hãy đến chùa Phù Dung cổ tự để viếng cảnh chùa, một trong những ngôi chùa rất đẹp tại thành phố Hà Tiên, cũng như là ra thăm được lăng mộ của bà Dì Tự. Video này thì tương đối dài, thì mong nhận được sự bình luận của tất cả quý vị khán giả, các nhà nghiên cứu, các học giả. Tư liệu của tôi thì cũng được đọc lại từ các nhà nghiên cứu như nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt và các bài viết khác nói về Hà Tiên. Thì đến đây xin cảm ơn rất nhiều.